Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cẩm nang sức khỏe. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu làm đẹp cũng tăng theo, kéo theo đó là sự phát triển của ngành tóc. Việc tẩy tóc, nhuộm tóc, ép tạo kiểu làm cho tóc sơ và hư tổn. Vì thế nên ngày càng có nhiều người đang tìm đến các dịch vụ và phương pháp phục hồi tóc để duy trì một mái tóc chắc khỏe. Với mong muốn mang lại cho người tiêu dùng có một sản phẩm tốt cho sức khỏe và đặc trị được nấm, gầu hay các đối tượng da đầu bị viêm do nhiễm hóa chất từ độc tố, từ môi trường và các sản phẩm mỹ phẩm có chứa độc tố gây hại, công ty Minh Đạt Phát Nature Cosmetics đã đưa về Việt Nam bộ sản phẩm Abacian từ Israel. Nguồn gốc thành phần chính của bộ sản phẩm Abacian lấy từ tinh dầu của cây Grembe Abacian Oil. Trồng tại Ethiopia, dầu Abacian đã được Viện Nghiên cứu Trebrenson, Hoa Kỳ chứng minh giảm gãy rụng tóc lên tới 93%, giảm độ ma sát tóc 98%, tăng độ bóng lên gấp 4 lần. Với quy trình thải độc 5 bước, Abacian sẽ giúp cho da đầu được thải độc, giúp hấp thụ tốt các dưỡng chất, từ đó giúp cho việc chăm sóc tóc, phục hồi hư tổn cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài việc sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc từ thiên nhiên, để duy trì một mái tóc chắc khỏe, chúng ta phải có một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sữa là chất lỏng có hàm lượng dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa, đa dạng đối tượng sử dụng. Đặc biệt là dòng sản phẩm sữa ngoại luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước lớn, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công ty cổ phần NutriHealth đã tập trung nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm sữa bột dành cho mọi đối tượng. Với khẩu hiệu Nutrition for Healthy Life, dinh dưỡng cho cuộc sống, NutriHealth luôn tìm kiếm sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế thông qua các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới, các trung tâm L&D tại nước ngoài, các viện nghiên cứu về thực phẩm dinh dưỡng nổi tiếng. Các sản phẩm của nhà máy NutriHealth đều được sản xuất theo một chu trình hoàn toàn khép kín. Từ hệ thống băng truyền, hệ thống máy móc được tự động hóa, công nghệ vô trùng vô khuẩn 100% nhập khẩu từ nước ngoài, hoạt động dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng như Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa, Đại học Y Thái Bình, Viện Dinh dưỡng. Nguyên liệu sản xuất sữa được nhập khẩu từ New Zealand, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Hà Lan, với chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm một cách nghiêm ngặt nhằm mang lại an toàn và lợi ích tối ưu nhất cho người tiêu dùng. NutriHealth cung cấp các sản phẩm chuyên biệt phù hợp với từng đối tượng như người già, trẻ em, hỗ trợ điều trị các bệnh như tiểu đường, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày, phục hồi trước và sau phẫu thuật, trước và sau khi ốm. Nhà máy NutriHealth là đơn vị sản xuất có nhiều nhãn hàng được thị trường đánh giá cao như sữa non Naturemark, sữa non Papa & Mum, Kodoka Milk, Kodoka rau củ quả sấy lạnh, Kengova, sữa non Vietchu Milk, Alamil, K-Mum, Well Mum A+, HD Milk, Astra Milk. Đặc trưng của ngành hàng tiêu dùng nói chung, hàng thực phẩm nói riêng là liên tục cải tiến và liên tục thay đổi. Chính vì vậy mà công ty chúng tôi cũng liên tục thay đổi về công nghệ, về máy móc, trang thiết bị, cải tiến và phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nhưng chúng tôi luôn giữ nguyên giá trị cốt lõi, đó chính là chất lượng và uy tín. Bên cạnh đấy thì đón đầu và tạo nên xu hướng cũng chính là tiêu chí mà chúng tôi luôn trung thành. NutriHealth không bỏ qua bất kỳ nhu cầu nào của người tiêu dùng. Vì sao? Chỉ chọn một, trong khi chúng tôi có thể làm tất cả đều tốt. NutriHealth có năng lực đáp ứng cho mọi phân khúc, cho mọi đối tượng, cho mọi nhu cầu về dinh dưỡng tiên tiến nhất để mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người Việt và trên thế giới. Công ty đã thực hiện nhiều nghiên cứu, nâng cấp quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 22000, HACCP, GMP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng, vươn tới mục tiêu tạo dựng giá trị cho những sản phẩm mang tiêu chuẩn quốc tế, cho thế hệ những con người phát triển toàn diện, trở thành một trong những nhà máy đi đầu lĩnh vực sản xuất gia công cả trong nước và xuất khẩu thế giới. Mong rằng với những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm sự lựa chọn trong việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và gia đình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!